Dâu dâu dâu, bà con sâu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với BNC Musi trên kênh DM YouTube này của mình. Và đây là tựa game quyền vương chiến của Vina Game. Yes, hôm nay đã là ngày 22 tháng 6 rồi. Có nghĩa là chúng ta chỉ còn đâu đó tầm khoảng 3 hôm nữa. Chính thức, nói chính xác hơn là chúng ta chỉ còn tầm khoảng 2 hôm nữa thôi, đúng không? Vì hôm nay thứ 6 này, hôm nay ngày 22, ngày 23, 24 và đến ngày 25 là chắc chắn là chúng ta sẽ có cái gì nhở? Cái lễ, tất cả chúng ta sẽ đều mong chờ những cái hoạt động, sự kiện nó có liên quan đến cái ngày sinh nhật của tựa game KOF VNG quyền vương chiến này. Và chúng ta có những gì? Đây là những hình ảnh mình muốn cho các bạn xem. Đầu tiên đó là tuần lễ sinh nhật sẽ xuất hiện đến 3 con mèo. Vâng ạ, mọi khi mẹ một con mèo nó còn khó đúng không? Người ta bảo là giống như mèo giống cứt vậy. Thì bây giờ chúng ta lại có thêm 2 con mèo nữa. Vậy 2 con mèo còn lại sẽ là 2 con mèo nào? Chắc các bạn có thể đoán ra được rồi. Không biết là các bạn có còn nhớ hay không, đúng không? Nếu mà nó ghi đến 3 con mèo như này nhá, thì con mèo đầu tiên xuất hiện mình nghĩ đó chính là con mèo chiêu tài. Cái con mèo mà các bạn bỏ kim cương ra, bỏ một lượng kim cương nhỏ ra và thu được một cái lượng kim cương lớn hơn, đó sẽ là cái con mèo xuất hiện đầu tiên. Mèo chiêu tài nó đã mất tích cách đây tầm khoảng 1 tháng rưỡi hay là 2 tháng gì đó, mình không nhớ lắm, nhưng mất tích khá lâu rồi. Con mèo thứ hai mà nó xuất hiện chắc các bạn cũng có thể đoán ra được rồi, đó chính là con mèo su đúc. Đó là con mèo su đúc nha các bạn nha, đó là con mèo su đúc. Và con mèo thứ ba mình nghĩ là không nhiều bạn có thể đoán ra được. Nói chung là cũng 50-50, mình nghĩ có người sẽ đoán ra được và có người không. Con mèo thứ ba xuất hiện đó chính là con mèo vé số anh nha, hay con mèo mà nó cá coi anh nha. Con mèo vé số cá coi, con số may mắn ấy, nó là con mèo đây nha. Vậy là chúng ta sẽ có 3 con mèo, tất cả nó sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này. Đó là cái thông tin về bức ảnh đầu tiên mà mình muốn đưa ra các bạn. Và cái bức ảnh này hình như có ở trên trang chủ của KOF All Star vậy. Nhưng còn cái bức ảnh thứ hai, bức ảnh này chỉ xuất hiện ở trên group và hiện tại nó cũng đã biến mất rồi, đúng không? Dạng như kiểu lý do biến mất thì mình sẽ nói cho các bạn sau. Và đây là bức ảnh thứ hai mình muốn cho các bạn xem. Đó là một bài viết của trang chủ KOF All Star VNG gửi lên cộng đồng KOF All Star VNG quyền vương chiến. Athena đã ngỏ lời nhưng SNK không đồng ý giảm giá mảnh bản năng SP, cũng như sẽ không cho các đội trưởng cày được, giống như đã làm với phiên bản Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài. Duo bot SP chỉ top 1 mới có hội vũ khí. Mỗi top sẽ cách nhau vài chục mảnh SP là rất đáng giá đấy, không phải mảnh bản năng siêu đâu mà chê nha. Theo dõi thêm chi tiết là các bạn. Tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy ở đây là mảnh SP đấy. Cái mảnh này nó giống như là mảnh ngũ sắc, mảnh đa sắc vậy các bạn. Và bên cạnh nó đó chính là Guenico, nhưng mà VNG lại để một cái tên là Gonit nữ. Thực ra là quan điểm cá nhân của mình về cái tên nó chỉ là cách gọi mà thôi, nhưng mà nghe cái tên Guenico cảm giác nó thế nào nhỉ, nó mờ lem hơn này, nó cảm giác nó dễ nói hơn đúng không? Các bạn gọi là Gonit nữ nghe nó cứ điêu điêu kiểu gì. Thực ra gọi bốn nữ thì cũng được cơ, nhưng mà nghe nó không thuận mồm mà nó không hợp lý lắm đúng không? Chính là cứ để gọi Guenico thì hợp lý nhất, vì đa số ấy là Nico ấy, anh em hiểu trong tiếng Nhật ấy, đa số là nó sẽ dành kiểu che phụ nữ ấy, giống nhiều hoặc là bên Nhật họ có vài cách chữ hô giống như ở Việt Nam chúng ta là gì nhở, là chú cháu rồi bác tôi ông tôi mày tao các kiểu, thì bên Nhật nó cũng dạng như kiểu là sama onichan các kiểu, nó cũng dạng như kiểu là để cái gọi cái tôn trọng các kiểu ấy đúng không? Thì Guenico cũng là một cách gọi trong đấy, chữ cô đằng sau cũng là một cách gọi như vậy. Bên VNG lại để là Gonit nữ, nha bạn. Cái này tùy cảm nhận của mỗi người thôi, nhưng mình thích cái tên Guenico hơn. Thứ hai nữa là tại sao bài viết này bị xóa thì mình cũng không được biết nhiều lắm đâu. Thấy anh em bảo là ở bên dưới anh em chửi nhiều quá, thế anh em comment ở dưới cái bài viết này chửi KOF All Star VNG nhiều quá, thế là phải xóa bài đấy. Cái thông tin mình biết là như vậy, nhưng mà thế này nó khá đắt giá đúng không? Đua top chỉ có top 1 mới có hồn vũ khí rồi, nó lại là một cuộc đua căng thẳng, cực kỳ căng thẳng nhanh nhàng nhá. Top sau thì không có hồn vũ khí đâu đấy, lại còn cách nhau vài chục mảnh SP nữa. Thời điểm hiện tại này có lẽ là nó sẽ có như mình đã chia sẻ với các bạn rồi, đó là VNG đã cập nhật đến cái bản mới nhất ở bên Trung Quốc rồi, nhưng mà họ sẽ không giống như kiểu cái bản bên Trung Quốc bây giờ đâu, là sẽ cái lời này thật ra là mình cũng không biết là lời nói dối hay nói thật này. Đây, Athena đã ngổ lời nhưng SNK không đồng ý giảm giá mảnh bản năng SP,
cũng như là sẽ không cho các bạn có thể cày được. Nghĩa là bên Sale ở Trung Quốc bây giờ đang có một vài hoạt động có thể cày được mảnh SP, nhưng mà nếu về Việt Nam bây giờ thì có lẽ là chưa đâu, sẽ mất một cái khoảng thời gian nữa. Mình nghĩ như thế nó cũng không đến cái mức gọi là vô lý đâu anh em. Đó, vì cái gì nó mới thì nó phải từ từ, bọn nó phải bán này bằng cách nạp này, rồi bán bằng cách nọ cách kia, kiếm chắc một tí, đồng ý. Nhưng cái vấn đề là quan trọng là cái từ một thời gian dài ở đây là bao lâu. Vấn đề là như vậy, vấn đề là ví dụ như ở tháng đầu này mới ra đúng không, mới ra Goenico này, có thể nó chưa bán, chưa có cái sự kiện mà liên quan để kiếm mảnh vạn năng siêu này chẳng hạn, đúng không, thì chấp nhận được trong vòng tầm khoảng 1 đến 2 tháng đầu chẳng hạn. Nhưng mà đến tầm khoảng 5 tháng 6 sau, ví dụ bên đơn giản như nó khoảng một thời gian nó khá lâu đi, tầm khoảng 5 tháng này, 6 tháng chẳng hạn, hay 1 năm sau bắt đầu mới ra một cái sự kiện để bán cái mảnh SP này. À, để mà cày được cái mảnh SP này thực sự rất là buồn anh em nha. Có lẽ là chúng ta chỉ hy vọng vào một cái khoảng thời gian ngắn nhất có thể thôi, đâu đó tầm khoảng 1 đến 2 tháng quay trở lại. Mình nghĩ là như thế là hợp lý, nó sẽ ra một cái sự kiện giúp cho các bạn cày được mảnh SP. Đó là theo quan điểm cá nhân của mình thôi, không biết còn quan điểm cá nhân của các bạn như thế nào. Có muốn VNG họ sẽ ra cái sự kiện này các bạn cày luôn hay không, hay là lại phải chờ cho khoảng thời gian 5-6 tháng chẳng hạn. Mình nghĩ là tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng là cùng quay đầu lại là hợp lý nhất, là ra một cái sự kiện mà sẽ có cho các bạn những cái hoạt động hay là những cái sự kiện có thể cày được mảnh SP này là tuyệt vời nhất, đúng không? Ok, quay trở lại với game ngày hôm nay đi, thì chúng ta nhìn thấy là hoàn trả kim cương siêu giá trị, cái chậu kim cương của IORIZ thì mình nghĩ là chắc không nhiều người chơi. Xếp dương đã tiêu đến 20.333 rồi, lực chiến là 49.560k rồi, gần cán mốc 50 triệu rồi anh em nhá. Để xem hôm nay chúng ta sẽ có hoạt động gì đây. Quà ưu đãi ngày, chiêu mộ hạn giờ này, cửa hàng siêu giá trị. Dương chọn bảo thạch Nhật Quang với giá 10.000 kim cương. Vãi cả lọ, 10.000 kim cương. Nhật Quang đây là đá tím mà anh em, đá tím hay đá cam ấy nhỉ? Mình xem lại nhé, thực ra mình không rõ cái Nhật Quang này là đá tím hay đá cam thôi nha. Đây là mình xem, đây là Hồng Liên Phá Quân, Phá Quân, Nhật Quang. Nhật Quang là đá đá cam nha anh em nhá. Nhật Quang là đá quang nha, à là đá đá cam chứ không phải đá đỏ đâu nha. Ủa, 10.000 một viên cam ạ. À. Ê shit. Vãi lọ đắt ạ. À. Ôi giời ơi, tôi nghĩ là cái này không nên mua nha các bạn nha. 10.000. 10.000 đâu nhở? Nó đâu nhở? 10.000 các bạn sẽ nhận được một viên bảo thạch Nhật Quang, một viên. Đó, tôi nói luôn là một viên nha anh em nha. Một viên cam có giá là 10.000 kim cương có đáng không? 10.000 kim cương thì các bạn hãy so sánh với cái giá trong này các bạn, đúng không? Một viên cam đây, xác suất đây, xác suất là một viên Nhật Quang 0.2%, mà đây các bạn 1.500 kim cương, ít nhất là 10.000 kim cương các bạn sẽ quay được 6 lần. Mình tính đơn giản là sẽ tiêu được 6 lần vào đây, 6 lần vào đây liệu có liếm được một viên Nhật Quang này không anh em nhỉ? Mình nghĩ là chắc là vẫn ngon hơn đấy nhỉ. Nếu 10.000 thà mẹ mình giám định chí tôn thì có khi hên xui, có khi giá vẫn ra đúng không? Và một ngày đẹp trời khi là vẫn ra đấy. Nói chung là cái này đắt. Theo mình đánh giá là cái này đắt nha các bạn nhá. Tiếp theo chúng ta có Dương chọn vũ khí UR may mắn. Đéo gì này? 24.000 kim cương. Một cái Dương này ạ. À, nó có cái gì trong này vậy? Nhận ngẫu nhiên một vũ khí UR có xác suất nhận thêm vũ khí Kionet. Oh shit. Oh my god, trời ơi. Cái này thì đang rất cần nha các bạn này. Nếu nó ghi là chắc chắn thì chắc chắn là sẽ mua nha các bạn nha. Tại vì sao? Thì ác này đang thiếu một cái hồn vũ khí nữa là có thể up được lên vũ khí Kionet. À, có thể up được lên đục môn của Kionet rồi. Nhưng mà đây nó ghi là có xác suất, phải cả lọ ạ. Đây nó chỉ ghi là có xác suất thôi. Ôi giời ơi, không tin được. Nó ghi là chắc chắn thì có phải là tôi là xếp dương có khi nạp vào để xúc đấy anh em, để áp lực môn cho anh em xem đấy. Nhưng mà đây nó ghi xác suất thì không biết như thế nào anh em ạ. Nên chắc là mình nghĩ nếu mà tí xếp dương dạy kiểu gì cũng bon la tamon xúc cái này đấy anh em, dễ lắm mẹ. Xác suất nhưng không biết là xác suất có cao hay không. Ôi quan trọng là cái xác suất này nó có cao hay không này. Giá 24.000 kim cương, ồ đắt thấy mẹ luôn. 24.000 kim cương cho một cái vũ khí UR lại còn nhận ngẫu nhiên, đéo biết là vũ khí gì, đéo được chọn rồi anh em ạ. Nó ra vũ khí của Init này, Iorizi, Iorino này, xong vũ khí của Ca Phẩy với Ochi với cả Rugal thì coi như phế. Cái dương này mình nghĩ chắc là không ai mua ngoài xếp dương với cả
LFT squad rồi các bạn. Có lẽ là chỉ có hai người dám bỏ ra để mua thôi nha. Vì ở đây là có xác suất nhận thêm vũ khí Pionet thì đúng là chỉ có hai người để có xác suất mua được cái vũ khí này thôi. Để cùng xem, chờ xem là sẽ vừa có xúc cái này không các bạn nhá. Mình nghĩ là mình cũng 50-50 rồi, mình không dám chắc là có xúc cái này hay không này anh em này. 24.000 nó phải chắc chắn ở đây thì nó là tuyệt vời đúng không anh em. Tiếp theo là chúng ta có đá năng lượng bảo khí, cái này thôi bỏ qua. Dương chọn bảo thạch vận mệnh lam 500 bỏ qua. Ờ cái tím 2.500, cái này lần trước mình đã phân tích cho các bạn rồi đúng không, mua cái này lỗ. Tại sao? Vì chúng ta cần 5 viên này, chúng ta ghép lên một viên tím, chúng ta lại tốn cả kim cương để ghép lên. Mỗi lần ghép là tốn mất 90 hay 100 kim cương thì nó đó, lại còn tốn thêm một kim cương. Tiếp theo chúng ta có nguồn vận mệnh, mảnh Google, Tachibana Ophio, Clark chắc không ai mua rồi. Mảnh mãn năng siêu giờ không cần thiết nữa, mảnh mãn năng thường không cần thiết nữa. Có lẽ mua để mua cái hồn tinh là cần thiết nhất trong cái đống này đúng không? Có lẽ nếu mà để mua thì cái hồn tinh này đáng giá nhất này, vì kiểu gì cũng cần đúng không? Cái đá năng lượng bạo khí này cứ từ từ đến hốc cũng được. Cái dương vũ khí may mắn này chắc không ai chơi thì hên xui nữa các bạn nha. Tất cả nó chỉ là con số hên xui mà thôi. Chúng ta cùng chờ đón xem là xếp xương có xúc hay không. Tiệm mua hạn giờ đang bán su vàng, tiệm siêu phúc lợi đang bán su xanh, tiệm mua hạn giờ thể lực ngon. Cái này thì nên xúc này các bạn, khóa tích lũy ngày thứ 7, ngày thứ 8 đúng không anh em, thể lực miễn phí. Vậy là ngày hôm nay cái đáng giá nhất và cái giá trị nhất đó là dương vũ khí UR may mắn này, và có xác suất nhận thêm vũ khí Pionet. Cái này có lẽ là phải PM hẳn lên cho kia hỏi ấy. Là có ra hay không, có ra thì tôi xúc, mà không có ra thì thôi đúng không mẹ. Chứ bây giờ Pionet thì đang khóc mồm chờ một cái hồn vũ khí nữa để lên này anh em này. Đây, chờ một đúng một cái hồn thức tỉnh nữa thôi để up lục môn, đột phá lên lục môn thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nha anh em nha. Tiếc quá. Athena Go có lẽ tôi không nên chơi anh em ạ. Athena Go thì có lẽ tôi không nên chơi nữa vì tôi đèn lắm anh em ạ. Để tôi xúc phát đầu á, bây giờ nhá, nó có 6 mặt đúng không, 1 2 4 5 6 đúng không. Trên 3 là tài, dưới 3 là xỉu, chắc anh em nào tài xỉu nhiều thì biết rồi đúng không. Bây giờ nếu mà tài tôi đi tiếp, còn xỉu thì tôi sẽ dừng lại anh em nhá. Đấy, úi dồi ôi, tài nào. Tài rồi. Ê, tài rồi, tài đâu đi tiếp và xỉu tôi dừng lại. Vẫn tài nha anh em nha. Vẫn tài. 4, 5, 6 là tài, 1, 2, 3 là xỉu. Ấy vẫy lại tài, hôm nay tài thế nhở. Thiếu mỗi anh Lộc nữa thôi là đỏ luôn. Hôm nay hơi tài hơi nhiều. Ôi lại tài tiếp. Làm cho anh em đây gọi là dây ấy. Anh em là tài xỉu nhiều chắc biết. Đây người ta gọi là dây tài đấy anh em đúng không. Ôi xỉu rồi thôi dừng nhá. Xỉu rồi, tôi dừng anh em ạ. Xỉu rồi, xỉu. Đứt chuỗi rồi. Đấy, toàn là chuỗi xỉu rồi. Lại sau 4 cái dây tài chúng ta vào đến 2 dây xỉu rồi. Ô, lại lên tài, ngon. Chỗ này được rồi, hợp lý này. Cái này nhảy vào mấy cái này là hợp lý quá nhở. Úi ôi, xỉu rồi. Xỉu rồi. Tài. Ấy, tài luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Mới có ưu quả ngon này. Tài phát nữa cho anh em choáng. Úi dồi ôi, xỉu nặng quá. Xỉu nặng quá. Úi dồi ôi, xỉu. Không chơi nữa anh em nhá. Dừng lại ở đây thôi, tôi dừng lại ở đây cho nó chắc nhá. Đại chiến linh đánh thuê qua có nhận được. Không người tranh đoạt, ngon. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy có Amakusa. Lại lâu lắm rồi sang ngày thứ hai mới được quay 10 lần. Ngon, Iori tăng đến 2 sao nữa. Có Hentazo, giáp, bùm. Shikensu 2 sao. Được, mẹ tôi mùa này là đỏ hơn rồi đấy. Nhờ, không ai tranh đoạt. Có Zero kìa, có Amakusa là ngon rồi anh em. Có Amakusa là ngon rồi. Đúng không, mẹ thêm thằng này vào nữa. Em khỏe đấy. Em khỏe đấy, anh em nhỉ. Amakusa mà để thằng này nó chém phí quá nhỉ. Để mẹ Amakusa, ơi để mẹ Amakusa đầu nó thì kỹ nó đau. Để thêm thằng này được thêm một con sói nữa. Sói một bỏ đi em, bỏ đi em mà làm người bảy nghìn. Bên này gấu kinh khỏe luôn. Bên này làm sói thế. Ở đây con vệ này không chơi
tí nhè. Đấy, mẹ đặt link đặt tình anh em ạ. Đấy, xem mẹ con gấu này cho khoái. Rồi, như thế đã nha, lưu tạm đấy đã, báo danh. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy được được thượng hạng này. Để xem hết cái đấu trường đi xe vở rồi anh em. Chắc vẫn là hạng 1, chắc không ai tranh được. Hạng cao nhất vẫn hạng 1 với 21 chiến thắng. Anh Hà Sài Gòn top 3, FT Squad top 2, One Good Man. Lại đổi lại tên nhỉ. Trước tập béo bây giờ đổi tên mình One Good Man rồi anh em. One Good Man luôn, 37 triệu này, xa xôi lắm nha. Người ăn một xí muội, Zoro, kẻ đồng tể, vô đối, Alex. Chú đặt một lít cà phê đá. Có ai không nhở? Bạn chủ server hết rồi nha. Lanh quanh mấy ông này thôi. Hết rồi, nghỉ rồi, có thời gian nghỉ dưỡng sức rồi. Nên có lẽ chúng ta cũng hết thôi. Bây giờ chờ mỗi cái kia thôi nha nhỉ. Chờ mỗi cái kia thôi. Rồi thật của cao mình chờ mỗi cái xác suất lớn nha. Mình cái xác suất lớn hay xác suất nhỏ này. Mẹ thế luôn, cái này nó mà ghi là xác suất thì có phải là ngon không anh em? Nó ghi là chắc chắn thì có phải là ngon không nhỉ? Nó ghi xác suất thế này thì khó thật sự đúng không? Xác suất như này thì hơi khoai. Nó ghi chứ chắc chắn thì có phải là xúc là chúng ta có clip lục môn ở Tionet đúng không? Đấy. Thôi nhá, clip này tạm dừng ở đây đã. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho VNG Musi cũng như kênh đời mới YouTube này của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc anh em một ngày mới thật sự là vui vẻ. Ngày hôm nay mắt trời ngày hôm qua đỡ nóng hơn rồi đấy. Thế nhá, bye bye.